Xin chào anh chị, quý vị và các bạn đã quay trở lại với Bốn Bánh Auto. Và hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến anh chị và các bạn một con xe rẻ tiền, chỉ vài chục triệu thôi, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể đi rất là tốt, có thể phục vụ cho việc đi lại cũng như là chạy thêm dịch vụ hay là chở hàng công việc nhẹ phía đằng sau cũng hoàn toàn hợp lý. Đó là một con Chevrolet Spark. Thì con xe này hiện tại với đời 2009 nhá. 2009 nhưng chỉ với có giá 75 triệu thôi. Xe nó rất là rẻ. Chỉ vài chục triệu chúng ta hoàn toàn có thể sở hữu một con xe 2009. Thì với cái dòng xe Spark này thì máy của nó chỉ là 0.8 thôi, có thể là nó hơi yếu một chút nhưng mà chúng ta vẫn hoàn toàn có thể đi 5 người bình thường. Xe mang biển số 37 này. Tại sao con xe Spark 2009 này nó lại có giá nó rẻ như thế? Thì báo luôn cho anh chị và các bạn, đó là con xe này nó có chạy qua dịch vụ. Nó chạy dịch vụ từ năm 2009 đến năm 2013. Thì từ năm 2013 đổ về đây là nó ra tên tư nhân rồi. Tuy nhiên thì khi xem xe thì em thấy nó có dịch vụ, thì em vẫn phải báo cho anh chị và các bạn đó là xe dịch vụ. Anh chị bạn hoàn toàn có thể yên tâm, đó là xe dịch vụ, em báo luôn là dịch vụ. Xe bị lỗi gì là em cũng báo luôn. 2009. Thế thì khi mà sở hữu cái con xe này thì anh chị các bạn được cái lợi gì? Thứ nhất là với tầm tiền rất là rẻ, phù hợp với những ai mà chúng ta vừa mới học lái xong, hoặc là những ai mà với tầm tiền ít, chúng ta không muốn đầu tư quá nhiều cho một con xe chỉ để phục vụ việc đi lại thôi, thì một con xe như thế này vẫn hoàn toàn là có thể sử dụng được. Sơn đây, sơn xi phía bên ngoài thì chắc chắn là cũng có sơn tỉa khá là nhiều, bởi vì xe nó cũng là đời thấp. Với cái đời thấp như thế này thì cũng sơn xi của nó thì nó cũng chỉ còn đâu đó nó khoảng tầm 30-40% là sơn zin thôi, cũng khoảng sơn tỉa cũng khá là nhiều rồi, khoảng 70%. Tuy nhiên thì tất cả các hệ thống vẫn còn hoạt động rất là tốt, từ đèn đóm này, lốp này, la răng đúc này. Đấy. Còn khá là tốt. Xin nhắc lại với anh chị là xe có chạy dịch vụ nhá. Có chạy dịch vụ. Tuy nhiên thì không hề có lỗi gì cả, không bảo hành về đâm đụng, tai nạn, ngập nước. Đấy, toàn bộ tổng thành đây. Đây là phía bên trong nội thất. Tầm tiền rẻ, phục vụ tốt cho việc đi lại. Đấy. Hoặc là những anh chị nào mà vừa mới học lái xong là chúng ta có thể sở hữu con xe như thế này. Đấy. Vô lăng này. Hộp số này. Em sẽ mở chìa khóa lên. Điều hòa vẫn rất là ok nhá. Vẫn chạy mát. Táp ly cửa. Còi xem nào. Còi ok. Gương kính. Vẫn ok. Lên xuống được. Đó. Chân của con xe này thì là trần da rồi. Dòng có chạy dịch vụ thì nó hay trần da. Điều hòa vẫn hoạt động tốt. Có màn hình DVD này. Đấy, gương là gương chỉnh tay. Nói chung ở con xe này thì tất cả các hệ thống của nó vẫn hoạt động khá là tốt. Vẫn khá là ok. Mặc dù là nó không còn được đẹp
Nếu mà so với xe tư nhân chuẩn thì xe tư nhân nó sẽ giữ được nhiều thứ nó nguyên bản và đẹp hơn. Còn nhưng mà nó sẽ đắt hơn. Với 2009 hiện tại, nếu như mà xe Spark không chạy dịch vụ taxi, nó sẽ rơi vào đâu đó nó khoảng tầm 90 triệu, 95 triệu. Đấy, xe đẹp thì cũng có thể có con lên đến 100 đấy. Tuy nhiên con xe này thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm 75 triệu. Và em có bớt, có lọc lá, có bao rút hồ sơ, anh chị bạn hoàn toàn có thể sử dụng để đi lại, hoàn toàn rất là hợp lý. Và chúng ta sẽ đi qua phần máy của con xe này. Đây là toàn bộ khoang khoang máy này. Keo chỉ thì nó cũng không bị đâm va gì, cũng cũng vẫn còn là nguyên bản thôi, không có đâm đụng hay là ngập nước gì ở cái con xe này. Tuy nhiên thì là máy của nó đi hơi nhiều nên chị các bạn có thể nhìn thấy. Đấy, nên cái phần như thế này thì nó cũng không được sáng nữa. Xe thì em chưa có dọn. Sau video này thì về thì em sẽ cho đi dọn con xe này thì nó sẽ sáng hơn. Thì đó là video mà em vừa giới thiệu đến anh chị và các bạn một con xe Spark giá chỉ vài chục triệu nhưng mà tất cả các hệ thống vẫn còn hoạt động rất là tốt. Và anh chị và các bạn nào mà có nhu cầu về con xe Chevrolet Spark 2009 này thì cũng có thể liên hệ đến số điện thoại mà em để ở dưới màn hình hoặc đến trực tiếp tại salon để em có thể tư vấn cho anh chị và các bạn cũng như là giới thiệu tất cả các dòng xe khác đến anh chị và các bạn. Thì hôm nay thì em cũng có giao một con xe Vios 2018 cho anh em ở Lào Cai để có vận chuyển nha anh chị và các bạn nha. Thì nếu anh chị và các bạn nào ở xa chúng ta không đi được thì cũng hoàn toàn có thể chuyển tiền và em sẽ vận chuyển đến tận nơi cho anh chị và các bạn. Đấy, video của em xin phép được dừng tại đây. Cảm ơn chị và các bạn đã xem video và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.